Rồi chị cho em biết tên của chị ha. Mình tên Mai, À chị Mai. Dạ chị Mai hiện tại là ở đâu? Quang Trung Gò Vấp, phường 10, thành phố Hồ Chí Minh. À ở Sài Gòn chị ha. Dạ, đúng rồi. Rồi. Rồi hôm nay hình như là chị Mai muốn thay mặt cho một người con gái lai tìm mẹ, đúng không? Dạ, đúng rồi, Dạ. đó là cũng là con của dì nuôi, dì ruột nuôi. À con nuôi của dì. Đúng Dạ. rồi con. Dạ, vậy cái người con gái đó tên tên hình như tên Trang phải không? Đúng là tên Trang, năm Dạ. nay 54 tuổi. 54 tuổi là sinh năm mấy ta? 69 hả? Sinh 69. Dạ, sinh năm 69. Dạ. Rồi, vậy thì hồi đó cho nhận con ra làm sao chị kể cho em nghe. À, hồi đó là mẹ của Trang nó đưa cho cái bà Tám nuôi. Bà Tám là ở đường Trần Nhật Duật, Dạ. giờ là phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang. À Nha Trang. Dạ. Rồi bà Tám nói vì hoàn cảnh không nuôi được nên bán, nói bán thì nó quán thì nói do đưa cho bà Mai nuôi. Dạ. Bà Mai nuôi được 1 năm 2 năm vậy là giải phóng miền Nam. À. Rồi sau đó là được diện đi con lai á, bà Mai đã đưa em qua bên Mỹ. Dạ. Cái lúc mà đưa cho bà Tám ở đường Trần Nhật Duật đó là lúc đó là chị Trang được bao nhiêu tuổi? Cỡ 2 3 tuổi gì ạ, nói chung là 2 3 tuổi gì? nhà Dạ. cỡ Rồi sau đó là bà Tám mới sang lại cho dì, đương nhiên là dì cũng có à, gửi một số tiền cho bà Tám đó. đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi vậy có thông tin của người mẹ ruột ra sao chị ha? À, mẹ tên là Trần Thị Điệp, À Trần Thị Điệp, mẹ ruột á ha. có đứa con gái, Rồi. một cha một mẹ khác cha tên là Minh. À, đàn ông con trai hả? Con gái À, người mẹ tên là Trần Thị Điệp hả? dạ đúng rồi. Dạ, người mẹ tên là Trần Thị Điệp. Có biết sinh năm mấy không cô? À, sinh năm 47. À, sinh năm 47. Dạ. À, 47 vậy là năm nay 76. Dạ. Dạ, và có một sinh ra một người con gái trước chị Trang là tên Hơn 3 tuổi. hơn 3 tuổi. À đúng rồi, chị hơn 3 Dạ, tuổi. hơn 3 tuổi vậy là năm 66. Dạ. Dạ, năm 66 Nghe và tên Minh hả? tên Minh. À, có biết họ họ đầy đủ không? À, nói chung họ thì không biết tên, cho biết tên không biết họ, tại vì không biết là họ đó. Dạ. Nhưng mà khi mà nghe nói là em có kể là ba em á, gọi má em bằng Ánh Lệ, à, tên là Mỹ Lệ, Mai Linh, gọi mẹ là tên là Mai Linh, ba ba bên Mỹ á, gọi mẹ là Mai Linh. À, À gọi rồi gọi gọi cô Điệp bằng Mai Linh hả? à, đúng rồi, rồi mẹ gọi ba bằng tên Sa, À tên mẹ Sang. à, mẹ gọi ba mới Sa. Tức là chú Sang đó là Sa 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 tên Sa, xa xa. À cái Sài xa Gòn A đó, à, chú rồi. có tên Sa A Dạ Sa. À, tất nhiên là chú Sa là người người Mỹ đúng không? dạ đúng rồi, người Mỹ, nói Dạ. Mỹ thì cũng người người Anh, người Anh, À người Anh. người Anh. Dạ. Vậy là người ba tên Sa là người ba của chị Trang á hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn ba của chị Minh thì có biết tên gì không? Không, tại vì lúc mà quen quen với ba của Trang á, là người Mỹ á, thì cứ nói là biết là có một người chị gái hơn mày 3 tuổi, là hơn hơn bé Trang 3 tuổi, biết như vậy thôi. À. Dạ, rồi. Vậy thì con nắm được cái thông tin trên cơ bản Dạ. là hôm nay cô lên thay mặt cho một người cháu lai, con của bà Gọi như dì, là con nuôi của bà dì tên là Trang. Dạ, muốn kiếm mẹ tên là Trần Thị Điệp, sinh năm 1947. Và trước đó thì con của bà Điệp là có một người con gái tên là Minh, sinh năm 1966. À, đúng rồi. Dạ, còn chị Trang là sinh năm 1969. Dạ. Dạ, tên của ba chị Trang tên là ông Sa, người Anh. Sa. Dạ, À, tên tên chữ Sa thôi. Sa. À, Sa. Sa.
Rồi vậy Và thông tin cơ bản thì muốn nói cho em biết chú Tấn Vĩ, hôm nay thì em cũng tìm được ba rồi, cũng muốn tìm gặp mẹ. Đó. Bây giờ là em cũng muốn chú Tấn Vĩ cũng giúp giùm. Đó. Để cho cố tìm mẹ, tại vì mẹ 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 là dì của em á, đã nuôi bây giờ đã chết. Cho nên em cũng buồn, em cũng muốn tìm lại nguồn gốc của mẹ. Rồi cái hình mà chị gửi tới cho em đó là hình của ông Sa ha, ông Sa Đúng rồi, của ông Sa hồi đó ha. là đi lính Mỹ qua Việt Nam á, là gặp má của em Trang. Rồi con có nắm được trên cơ bản rồi, vậy để con cập nhật thông tin rồi, hy vọng là có ai liên quan đến cô Điệp thì có ai báo tin gì thì em sẽ cho Cái gia lúc đình mình biết. cái lúc mà cái đẻ em Trang ra thì mẹ của em Trang á, là cô Điệp á, có liên lạc với ba, có chu cấp tiền đâu 8 9 tháng rồi đó, là giải phóng xong rồi chiến tranh gì đó là cắt liên lạc luôn, không còn Rồi. Rồi, ok còn cô nha. dạ. Rồi còn tiền xin hậu tạ thì xin hậu tạ 1.000 đô la. Dạ, nếu mà cộng đồng mạng với anh Tuấn Quỷ tỏa sáng duyên duyên thì xin hậu tạ. Rồi, cũng hy vọng là có thông tin sớm. Có gì thì em báo cho gia đình mình biết. Mà nghe nói mẹ là ở đâu Sớm Bóng ở Nha Trang á, cách À, đây sớm 3 bóng. năm có quen một cô Loan là bạn thân, nó có mời cô Loan về nhà chơi mà cô Loan nói đang bận đó, nghe nói ở Sớm Bóng Nha Trang đó. Cách đây khoảng bao nhiêu năm? Khoảng 3 năm, nghe nói thì cô Loan có khoảng 3 Thì năm. cũng hy vọng là cô Điệp còn khỏe ha, hy vọng điều đó. Rồi, vậy có ai báo gì thì em cho chị hay nha, chào chị ha. Cảm ơn chú Tấn Vĩ nhiều. Chúc chú bình an mạnh khỏe. Chúc chú tỏa sáng, gieo duyên cộng đồng. Xin cảm ơn chúc sức Rồi. khỏe. Rồi, rồi chào chị, bye bye chị. Bye chú. Rồi, chị cho em biết tên của chị ha. Dạ em tên là Tào Bích Thủy. Tà Bích Thủy. Tào Tào hả? Tào Bích Thủy. À Tàu, giống kiểu là Tàu 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 Thủy ha. Rồi, rồi chị Thủy hiện tại là ở đâu? Dạ em đang ở Tà Niên, xã Vĩnh Hòa Phú. Tỉnh nào? Dạ tỉnh Kiên Giang. À Kiên Giang. Rồi hôm nay chị Thủy kết nối là để kiếm ai ạ? Dạ em kiếm mẹ cho mò là chị nuôi của em, bà chị là con của bà má nuôi của em. À kiếm mẹ cho người chị nuôi. Rồi vậy thì chị đó tên gì? Dạ chị đó tên là, để em xem lại nha, Lý. Rồi Để em coi. Lý Tử Long hả? Không phải. Lý Minh Hồng. Lý Minh Hồng. Dạ Rồi Lý Minh Hồng em là sinh năm mấy chị? là sinh năm 76. Rồi sinh năm 76. Rồi rồi cái hồi đó là giao nhận con ra làm sao, chị có nắm được không, chị Dạ kể em có nghe. nghĩa là bà má của chị đó cho người con cho bà má nuôi của chị là hiện bây giờ đó, là cho xong rồi đi Cho ở địa phương nào? địa phương là ở thị xã Gạch Giá, ở bệnh viện cũ, bệnh viện bây giờ nó là khu bệnh viện Thu Dung. Rồi có tên của người mẹ ruột không? Dạ không, nhưng mà chỉ biết là cái người mẹ ruột đó dáng thoáng là bây giờ là cái cô mụ mà em gửi hình cho anh đó, Dương Dạ. Dương Thị Huệ đó, cô mụ đó đó là hiện Dạ. bây giờ cô mụ nó còn sống, nhưng mà cô mụ đó lớn tuổi rồi, là hơi giống như là không còn không 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 có nhớ, có khi nhớ khi quên, nhưng mà cô mụ đó có nói là cho tại bệnh viện nhà thương, cái bằng nó là bệnh viện cũ của Kiên Giang đó, gần Dạ. Cầu Đúc đó, gần Cầu Đúc. Bà mụ tên gì vậy? Dạ bà mụ tên là Dương Thị Huệ. Dương Thị Huệ. Dạ Vậy chỉ biết là biết bà mụ đó thôi, chứ còn sau này bà mụ đưa cho bà gì thì chắc là người mẹ sẽ không biết được cái điều đó đúng không? nhưng mà nếu mà đăng lên cái hình mà của bà mụ á thì người mẹ đó là nghe nói là ở trên cần cầu số 3 là người Khmer.
Rồi lúc mà cho mẹ má nuôi em á là có trao lại 30.000 đồng tiền hồi xưa. Em có gửi anh cái tấm hình đó. Và cái lúc mà trao con đời lúc đó là được mấy tháng tuổi hay là mấy tuổi ra sao? Mới đẻ ra đỏ hỏn luôn là trao luôn. À, trao luôn. Nhưng mà cái người mà trao đó là cái người nhỏ 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 người mà hơi hơi đen. Là người mẹ đó hả? Dạ người mẹ đó, nhưng mà nghe nói là hiện bây giờ đang ở cầu số 3. À, nghe nói vậy rồi mình không có đến đó mình tìm hiểu coi. Dạ không, bây giờ là tại vì em cũng nói thật với anh luôn là cái người mẹ mà nuôi người chị em đó là tên Hồng đó, hiện bây giờ là đã mất rồi, nhưng mà bà vẫn nói là cầu mong sẽ cho người người sẽ được tìm được mẹ ruột của người này đó. Vậy là người mẹ nuôi cũng mong dạ muốn là kiếm được người mẹ ruột cho dạ chị Hồng đó. dạ mẹ em mới mất hồi mùng 8 tháng 8 này nè, là ngày xưa Vậy mẹ của em cũng lụm, mẹ cái người đó đó là cũng lụm em. vậy đó hả? Dạ. Ồ, vậy vậy là bà nuôi con hai người con nuôi. Dạ nhưng mà em là cái dạng là con cháu và lụm, cũng như là gia đình ba mẹ em đẻ em ra khó nuôi quá đi rồi mới nhờ bà lụm lại, nhưng mà bà đi Mỹ hả? Rồi vậy bây giờ là chị Lý Minh Hồng cũng đang ở bên Mỹ. Dạ đang ở bên Mỹ. Rồi ok chị, thì em nắm được cái thông tin trên cơ bản là hôm nay chị muốn lên tìm mẹ cho chị Lý Minh Hồng. Thì Dạ nghe đâu là cái người mẹ đó hình như là người Miên. đúng rồi, Và chị người dân tộc đó. dạ rồi sinh chị dạ Hồng ra năm 1976. dạ Và dạ nhưng sau mà bây giờ em có cái thông tin là mẹ ruột của mẹ mẹ nuôi của chị Hồng ở tên là Nguyễn Thị Sinh, mẹ nuôi nhà ở xóm Bến Tầm, nhà ở xóm rồi. Bến Tầm. Rồi ok chị, rồi để em cập nhật thông tin rồi có ai báo gì em cho chị hay nha. Dạ. À, nếu mà ai em có gửi hình cho anh xem á, là hình của mẹ nuôi và cô mụ ngày xưa cho anh xem hết rồi, thì bây giờ nếu mà ai tìm được á thì chị em sẽ cho là 2.000 đô Mỹ. Hậu hậu tả Dạ. ha, hậu tả cho người Hậu báo tin. tả. dạ dạ Ok dạ chị, rồi dạ dạ chị có hình của chị Hồng gửi qua cho em vài tấm. em gửi qua cho anh rồi đó, Zalo đó, với Có luôn rồi. hình nhỏ nhỏ đó, với hình của cô mụ luôn. Rồi ok chị, rồi vậy Tại nha, chúc chị sức vì khỏe nha. à, dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi mình lấy Dạ thông tin trên cơ bản nhưng như mà vậy đi rồi. anh phải nhớ rằng là cái nhà thương cũ của bây giờ là kêu là bệnh viện đa khoa của Kiên Giang đó, gần Cầu Đúc. Rồi. Sinh năm 76 thì chắc người mẹ cũng đang còn trẻ chứ cũng chưa có lớn lắm Dạ đâu. dạ thì mong là vậy, thì bà con Nguyễn thuộc ở nghe nói là cầu số 3 nhưng mà người dân tộc Khmer. Ok chị, vậy nha chị nha, em chào chị Em bữa nay gặp anh ha. Vĩ là mừng dữ lắm đó, tại vì mỗi lần gặp anh Vĩ em chỉ vui làm vậy nè, cái đầu anh Vĩ nè, cái trời ơi ông nào cũng điệu ghê luôn Tại vậy cái tóc nó đó. quắn á nên là hay hay vuốt nó cho nó ra phía trước. Dạ thôi cũng mà em cũng thật sự mà nói luôn là bữa nay gặp được anh thì có nhiều khi em cũng nói là mình cũng tự nhủ là sẽ được là 70% cho chị rồi đó. Tất Với cả là lại mình chờ vào cái duyên. dân 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 đúng rồi đó, thì thôi thì bây giờ à, có anh lên tiếng như vậy thì có gì anh có trực tiếp anh điện nói em là cả nhà cầu số 3 hiện bây giờ bà mẹ nghe nói vậy đó, Rồi, chứ ok không biết chị. bà con dòng họ vậy không. Dạ Có ai nhưng lên mà cái tiếng tấm hình đó, thì có tấm hình đó là em gửi anh, là tấm hình là có bà ngoại với mẹ nhận nuôi, thì cái người mà mẹ mà cho đó nếu mà nhận ra bà ngoại với mẹ nuôi được thì họ sẽ tìm được, với thêm bà mụ là bà Dương Thị Huệ. Rồi, ok chị, cho Vậy em nắm được anh cơ ăn lên bản giùm em rồi. nhé. Ok chị, chào chị Rồi nha. em Bye cảm bye ơn chị anh Vĩ nha. nhiều nha. Cảm ơn anh Vĩ nha.